xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Tiếp tục series các trò chơi vui nhộn trong tem thì hôm nay chúng tôi lại tổ chức một số trò chơi đơn giản nhé các bạn nhé. Thì vẫn như mọi khi, vẫn tôi mới phong một bè cho Vinh với bác Ngoạt một bè, cho bác Ngoạt lại cõng Vinh ra gáy lưng đi. Cõng. Thì qua rất nhiều là trò chơi thì chắc là tỷ số đang là cũng ngang nhau thôi, không đội nào áp đảo quá nhiều các bạn ơi. Anh là thừa biết khi mà tôi với Vinh một đội thì là kết quả nó sẽ như nào đấy, ai sẽ đau lưng, ai sẽ là người được gánh các bạn. Các bạn ơi, thì tôi mới ngọt một bè thì đội anh Côn cả đội Phong thì chắc thôi không có gì, đi ngủ đi thật, tôi không phải gáy mà đi ngủ đi, tôi nhường cho kèo nào thì thắng kèo đấy thôi, còn tóm lại là không ăn được đội tôi mới ngọt thật. Đúng rồi, đấy là đó. Vinh nó không gáy đâu thật, nhưng mà đội không gáy, đội Côn tuổi gì không có tuổi đâu, đi ngủ trước đi. Rồi thì hôm nay đội chiến thắng này sẽ nhận 2 triệu đồng từ tôi, đội thua cuộc sẽ bị trừng phạt nhá các bạn nhá. Thì trừng phạt gì thì các bạn theo dõi đến cuối clip nhá. Phong, em hôm nay anh em mình có thắng được bác Ngoạt với Vinh không? Em nghĩ là tỷ lệ thắng của anh em mình hôm nay khoảng 99%. 99%. Còn 1% đấy là em cố tình em để họ thắng thôi. Được đấy, cố gắng nhá, anh em mình cố gắng nhá. Trò đầu tiên chúng tôi sẽ tâng bóng nhá. Từng người tâm một, đếm đội nào tâm được nhiều hơn thì đội chiến thắng. Đội lại tâm thì đội đối thủ có thể thổi để kiểu cản phá chúng tôi tâm bóng ấy. Rồi. Mọi người hiểu chưa? Rồi. Thế đội bác đi trước, đội cháu đi trước. Đội anh đi trước đi. Anh đi trước, em làm một đội. Rồi, không xen ké, không nói nhiều. Rồi, Phong chơi trước đi, chấp Phong đến Vinh. Rồi, nào. Xen ké. Không phải nói em ơi, chơi đây em ơi. Cố lên Phong ơi. 1. Thổi dí xuống đi, đừng thổi lên. Rồi nào. Bác ơi, hai em mình nhá. Thổi dí cho bỏ nó xuống đi. Thôi. Chơi luôn mà nó nhiều luôn đi. Rồi. 1. Rồi. Đi ăn cơm mà đuổi. Thế này thì nhanh lắm các bạn ạ. Nhưng mà không sao. Rồi. Thì bốn cái Vinh được 2 cái nhá. Lần này đến lần tôi. Xem con bao nhiêu? Riêng tôi thổi dí hết cỡ nhỉ? Không ai biết thổi đâu. Tôi cao mới được. Thổi cái hả? Con rồi. 3. 4. 5. Rồi. Vất vả em biết. 6. Thổi đất đi Vinh ạ. Thổi đấy mà thua tao lại nhảy. Thổi ra đi. Thổi xuống. Bảy cộng với 4 là Phong là được 11. Em ơi, nhưng mà phải lấy em hút đầu xuống đấy. Đầu bên tạm bên này đi. Không rồi. Không hút. Hút đâu. Rồi, đến bác Ngoạt. Thôi, thế này thì bây giờ tôi gánh làm sao được gánh được Vinh. 11 cái cơ. 11 cái, bác thổi được 9 cái thì bác mới đều. Rồi. Bác Ngoạt chỉ 2 cái thôi. Chính rồi. Thổi xuống đấy. Được chưa? Được chưa? Tôi đưa cái bóng xanh đây cho đều. Rồi. Rồi nhá. Rồi, cố gắng hết mọi người. 1, 2, 3. Một cái. Các bạn ơi, vậy là trò đầu tiên chúng tôi mới Phong đã chiến thắng à. Thì chúng tôi tiếp tục sang trò thứ hai. Còn đầu để Vinh nó đi thổi bóng của Côn khó quá các bạn. Toàn thổi lên này. Cái nghe ra em phải thổi cắm xuống đất thì nó mới nhanh rơi. Với em thổi lên thì khác gì tâng thêm. Thì nó cũng cao quá thì chứ thổi cắm làm sao được. Đợi nó xuống một mặt đi. Để tổ tè thì là Côn lúc nào cũng ngồi thì nó chả thấp hơn mày thôi. Coi sang trò thứ hai là cố gắng để chiến thắng nhá. Mấy cả trò đầu tiên đấy là chúng tôi nhả thả đúng không? Thả. Thì anh em tôi thả. Nói không phải gáy chứ. Kèo này thì kèo thứ hai kiểu thì tôi với cả bác ăn chặt thật. Không có nhiều thật. Rồi các bạn ơi, trò thứ hai là chúng tôi sẽ chạy thi bằng ghế nhá. Đây thì chúng tôi có 3 cái ghế, chúng tôi cứ chuyển chạy là chúng tôi đấm dám trên cái ghế. Đích là ở kia có vạch đích rồi, đội nào về đích trước sẽ là đội chiến thắng. Rất đơn giản thế thôi, đội bác Ngoạt với Vinh hiểu chưa? Rồi, trọng tài chuẩn bị đếm đây. Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Đây.
rơi xuống là quay lại mạch xuất phát. Rơi ra kia. Anh cho rộng nhanh. Anh cho sát rồi đây. Có vẻ như là đội anh Côn đang dẫn trước rồi. Ui cái gì? Cẩn thận nhé, đừng rớt người xuống, rớt người là quay lại mạch xuất phát đấy. Quỳnh không kéo lại cho anh trước. Cẩn thận, đừng rớt người xuống nhá. Rồi, thế này nhìn là biết đội nào thắng rồi. Nhìn là biết rồi. Đổi vị trí cao không? Cẩn thận nhá. Lát đội anh Côn mắc sai lầm cái là Phong ngã cơ. Giờ này mắc sai lầm là đi đấy. Cứ từ từ, nó không phải vội đâu Phong. Đấy. Thôi được, Phong ngoặt đã đuổi gần đến nơi thì nên đừng vội quá. Các bạn ơi, chúng tôi nó cứ cúi thế này chóng hết mặt rồi. Phong này từ từ đừng mắc sai lầm nhá. Vinh nó còn mất một thời gian nó run chân đã. Đấy các bạn ơi, chơi cái này vừa khỏe sức khỏe lại vừa khéo chân tay nữa các bạn nha. Cố lên Vinh ơi. Đặt xa vào nhảy luôn. Đừng mắc sai lầm. Chúng tôi gần về đến đích rồi. Chỉ còn 7-8 mét nữa là về đến đích rồi các bạn ạ. Cố lên Vinh ơi, cố lên. Đích sắp tới rồi, đến đích rồi, đến đích rồi. Đừng mắc sai lầm em ạ. Sắp về đến đích rồi. Rồi. Thì lại đi chậm. Đừng mắc sai lầm. Vinh chuẩn bị vứt ghế đi rồi. Cố lên, Vinh ơi. Vinh càng ngày càng chậm đi rồi các bạn ạ. Rồi, anh Côn đang tới vạch đích rồi. Rồi, các bạn ạ. Cán đi. Thắng rồi gì nữa. Yeah. Mồ hôi à? Trò này mất sức ghê nhỉ. Em bảo gì đi em, đừng mệt em, mệt gì trò này. Bảo gì? Thôi thua là thua, thôi vậy là tôi chúng tôi thua hai trò à? Ok, tôi chọn thứ ba thôi, sẽ cố gắng thua. Cố gắng thua nốt để cho nó tròn ba kèo. Tròn ba kèo. Rồi các bạn ơi, thì sau hai trò chúng tôi đã dẫn 2-0 nhá, thì còn chúng tôi còn ba trò nữa, cơ hội đội Bác Ngọt Gứa vẫn còn nguyên nhá. Trò thứ ba thì chúng tôi có cái tháp như này. Thì đây sáng này quay cái này là bốn cái dây đây, chúng tôi đã vận chuyển thế này. Phong ơi, ấy gì qua đây. Thế chúng tôi đem thế này rồi sang bên kia, sang bên này vận chuyển mà xếp thế là thành hình tháp như bên kia nhá. Đội nào mà xếp xong trước là đội chiến thắng, rất đơn giản thôi. Các bạn sang vòng thứ ba này thì cái này thật sự là rất cần khéo léo các bạn. Còn cái này thì các bạn thừa biết là Vinh nó khéo léo như nào rồi. Bây giờ tôi tin tưởng là Vinh là trò này tôi sẽ chiến thắng. 5 trò thì chúng tôi đã chiến thắng 2 trò rồi. Thì chúng tôi cố gắng chiến thắng lốt cái trò này là thắng 3-0 luôn. Rồi chuẩn bị ai. 1, 2, 3 bắt đầu. Từ từ thôi. Kéo căng ra thì mới kéo căng ra. Nhanh. Cắt vào đầu. Cắt vào đầu. Căng căng căng. Căng ra. Căng ra. Đội anh Côn đang dẫn trước rồi. Đội anh Côn có vẻ đang nhanh hơn rồi các bạn ạ. Đẩy cái này sát mà. Nhưng mà xếp cái này thì rất là khó nhá. Ui, chưa gì đã anh đang đổ rồi kìa, kéo lại đi. Nhanh. Đẩy cái này nó chẳng là nó được. Từ từ. À, 4 cái nhỉ? Hạ 4 cái. Anh cứ nghĩ 3 cái. Mình cứ nghĩ thế nhỉ. Căng ra mày, căng ra. Cố lên, cố lên. Nhanh. Rồi vậy là đội Bác Ngọt đã dẫn trước rồi các bạn ạ. Vừa lấy thì đội anh Côn nhanh hơn một chút nhưng mà bây giờ tới đội Bác Ngọt dẫn trước rồi. Từ từ kéo về đâu đấy, kéo về đâu kia, kéo về đâu mày. Thôi nhanh. Rồi hai đội đang ngang bằng nhau.
Cao 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 cao. Rồi. Đội của anh Côn đang bị đổ. Rồi vậy là đội của anh Côn đã bị đổ rồi các bạn ạ. Đẩy vào đi. Đấy, kéo căng mình không nhìn thấy đầu trên nhỉ. Rồi, nốt cái cuối ạ. Rồi, đội băng ngoặt chỉ còn duy nhất một cái thôi. Rồi, cái trên cao ấy. Từ từ. Rồi, yeah. Và đội băng ngoặt đã giành chiến thắng. Đã xong. Khéo ghê nhỉ. Đấy các bạn ơi, đội tôi mới đầu mắc sai lầm cái là thua ngay các bạn ạ. Thì không biết nói gì hơn. Thôi không nói nhiều nữa. Thì trò thứ ba là tôi đã thua. Thì chung cuộc là ba trò thì tỷ số đang là 2-1 nhá. Thì chúng tôi sẽ sang trò thứ tư. Trò thứ tư chúng tôi sẽ cố gắng chiến thắng được. Đúng là tôi đã không tin tưởng sai lầm về Vinh các bạn. Vinh rất là khéo léo trong trò này. Mặc dù là mọi thứ là tôi điều tiết hết nhưng mà thôi em ơi. Cố gắng lên phòng thứ tư. Rồi, mình còn đánh kèo 5 các bạn. Kèo thứ tư nhất định phải chiến thắng nha. Cố gắng kèo thứ tư tôi chiến thắng nha. À, hai đội đã sẵn sàng chưa? Rồi. Bắt đầu. Rồi, múa này thì múa này. Cố gắng ngoặt rồi, quay lại. Tới lượt Vinh, đập tay cho Vinh luôn. Bác ngoặt múa mắc sai lầm cái là rơi ngay. Các bạn thấy không? Rồi, rất sát sạc. Cứ hạ xuống bàn là em có thể cầm quả bóng bay thoải mái. Em phải chạm bát xuống bàn trước em ạ. Cố lên, đừng chạm bóng bay. Rồi hạ xuống. Rồi ok. Mà Phong ơi, húc ngã là cấp người xuống. Rồi xuống. Rồi đây đây. Rồi, đội anh Côn đang dẫn trước các bạn ạ. Ok. Cố lên các bạn dự đoán nha. Ai sẽ là người chiến thắng. Lúc nãy là bác ngoặt mắc sai lầm rồi. Bây giờ liệu anh Côn, đội anh Côn có ai mắc sai lầm không? Rồi Vinh sắp rơi bóng bay ra ngoài rồi. Vinh đi từ từ thôi em ơi. Rồi hạ xuống, đặt xuống bàn. Rồi ok em cố lên. Rồi Phong sắp đổ rồi. Và sắp rổ rồi. Ra đổ rồi. Nhanh em ơi, nhanh rồi. Nhanh. Ui giời. Rồi Phong đập tay cho Phong. Rồi Phong đi đây. Cố lên. Rồi Vinh đang bị rơi rồi các bạn ạ. Rồi Phong mắc sai lầm. Anh Côn đi luôn. Cố lên. Những quả về cuối là những quả bóng to cho nên nó khó hơn các bạn ạ. Rồi khá là ngang đều nhau đấy. Cả hai đội đều còn duy nhất một bát. Vinh rơi rồi. Từ từ, đội Vinh rớt rồi. Rồi hạ thấp trọng tâm xuống, rồi hạ thấp xuống. Rồi, lấy hai tay. Rồi. Các bạn ơi. Rồi các bạn ơi. Vậy là trò thứ tư chúng tôi tiếp tục chiến thắng nhá. Tỷ số 3-1. Để các bạn Vinh có nói gì không? Lúc mới đầu tiên có bỏng diễn cơ này cơ. Nói gì nữa các bạn ơi. Vinh chuyển được một quả. Cho chuẩn hai quả, một quả nào? Một quả này. Cho được hai quả. Bác kém đi, bác đi làm rồi, bác quả lại đây. May quá các bạn ạ, đội tôi không mắc sai lầm, đội tôi luôn chơi chiến thuật an toàn đấy, hiểu không? Không nhanh vội vàng quá là rớt quả bóng bay là phải quay lại vạch xuất phát thì mất rất nhiều thời gian nhá. Bác ngoặt chẳng ăn chặt đời múa này cơ này, đi chứ đùa, đến thua, làm trò làm gì? Không, tại Vinh các bạn ạ.
Vinh, Vinh cầu tài, Vinh cầu tài. Vinh đi đầu tiên đâu, vẫn giả bảo tại Vinh. Vinh đi đầu tiên đâu, nếu Vinh đi đầu tiên thì Văn Ngọt nói được Vinh. Văn Ngọt đi đầu tiên, Văn Ngọt vừa thế này, đồng chí là gì? Rồi các bạn ơi, thì chúng tôi mới đầu là chơi 5. Giờ chúng tôi chơi 4, chúng tôi thắng 3-1 rồi. Có chơi trò lứa đội Bác Ngọt thắng thì đội Bác Ngọt cũng vẫn là thua nhá. Vậy là đội Bác Ngọt thua rồi, chịu phạt. Nhưng mà hôm nay Lắng Lôi tôi tính tôi nó mát lạnh như kem thì tôi tha không chịu phạt nhá. Còn đội thắng cuộc đây, tôi và đội thắng cuộc mỗi người mỗi đội được 2 triệu mà tôi là chủ banh thì tôi chỉ cần đưa Phong 1 triệu thôi. Rồi các bạn ơi, nếu các bạn thấy clip của anh em chúng tôi hay hãy chia sẻ like video để cho mọi người khác cùng xem nhá. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào.